quán buffet nướng 179 cành siêu rẻ với mô hình chảo đá mới tách, cùng mình đi khám phá ngay thôi nào. Quán này thì điểm mạnh của họ là tập trung vào các loại thịt nên sẽ có đa dạng nhiều loại khác nhau, ba chỉ, bò cuốn nấm, lõi vai, vân vân. Ngoài ra thì cũng có thêm cả bẹ và chân gà rút xương nữa. Phần viên thả lẩu thì cũng đa dạng nhiều loại lắm, có cái sợi vàng vàng kia là gì ấy, mình không biết tên. Ngoài ra về phần hải sản thì cũng có hàu nướng mỡ hành này, tôm, mực và bạch tuộc nha. Quầy lai thì được quán thiết kế 2 tầng, nhưng mà mình có một góp ý nhỏ xíu là nên để cái quầy rộng ra một tí thì khách sẽ dễ dàng lấy hơn. Lấy đồ xong xuôi thì ra bàn oánh chén thôi nào. Ở đây thì sẽ nướng ở bếp ga trên cái chảo đá như thế này. Mình thấy đây là một mô hình mới rất là hiện đại và sạch sẽ, cũng là đặc trưng của Hàn Quốc luôn ấy, vừa nhanh vừa tiện vừa không ám khói. Về chất lượng đồ ăn thì mình đã thẩm qua và thấy rất là ok. So với cái tầm giá 179 cành mà đầy đủ các món như này là hợp lý lắm rồi. Đã thế hết nướng nếu chưa no thì còn có thêm cả lẩu và món cơm trộn Hàn Quốc nữa. Đấy các bác thấy không, tôi nói có điêu đâu, chỉ với 179 cành thôi mà quá trời là nhiều món luôn. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.